Các bác thân mến, ở chương trình video clip ngày hôm nay thì em sẽ phối ghép và giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời trong gia đình. Ngoài việc thưởng thức chất âm của bộ cấu hình này ra thì các bác thấy đây là một bộ cấu hình rất là đẹp mắt về hình thức, giúp chúng ta có thể bố trí bày biện trong phòng khách trong gia đình rất là phù hợp. Trước hết thì các bác nhìn thấy gồm có cặp loa đến từ thương hiệu JBL của Mỹ, đó là dòng model 4312 MK2 dòng Canton Monitor. Thứ hai đó là chiếc âm ly Acouphase E212 và thứ ba đó là chiếc đầu CD Denon S10 2 la mã. Và trước khi đi vào tìm hiểu cụ thể về bộ cấu hình này thì sau đây thì em xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này, và sau đó thì em sẽ cùng các bác sẽ đi tìm hiểu cụ thể về thông số kỹ thuật cũng như là về tình trạng của sản phẩm, và cuối cùng thì em sẽ báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Như vậy vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ ba sản phẩm này rồi. Các bác nghe thấy âm thanh của nó rất là trong trẻo, chi tiết và rõ nét. Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể cho từng mẫu sản phẩm. Trước hết thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa JBL 4312 MK2 dòng Canton Monitor trước. Các bác nhìn thấy đây là dòng loa được thiết kế rất là bắt mắt về cái hình thức. Còn chất âm của nó thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức rất là tuyệt vời rồi. Trước hết nói về cấu trúc driver thì các bác nhìn thấy đây là mẫu model, nó sử dụng 3 đường tiếng. Một loa bass có đường kính là 30cm, nó sử dụng màng giấy màu trắng gần xếp vải tẩm dầu. Đối với những dòng loa như thế này thì rất nhiều lần thì em cũng đã nói với các bác rồi. Đối với dòng này thì không phải nó đem lại cái tiếng trầm sâu, lực, mạnh mẽ. Và đây là dòng này nó đem lại cái tiếng trầm rất là đầm và ấm tiếng. Đấy, các bác lưu ý nhé. Vì nó sử dụng gân xếp vải tẩm dầu thì nó không thể đánh bass uỳnh uỳnh được. Đấy, các bác lưu ý nhé. Còn nói về những dòng bass sâu, nếu như các bác thích những dòng bass sâu thì các bác lựa chọn dòng JBL, dòng 4425 này. Các bác thấy đối với dòng 4425 thì nó sử dụng một loa bass có đường kính là 30cm, và các bác thấy màng loa của nó được bố trí lõm sâu vào phía bên trong như thế này. Và nó sử dụng màng giấy này, và hơn nữa thì các bác thấy thì nó sử dụng gân mút, cho nên thì đây là dòng loa nó đem lại giải trầm xuống rất là sâu. Nếu như bác nào yêu thích những dòng loa bass sâu thì các bác có thể lựa chọn dòng model như thế này. Đây là dòng loa nó đem lại cái giải trầm rất là ấn tượng. Các bác thấy về cách thiết kế loa bass của nó tương đồng giống với dòng L100T. Đấy, các bác thấy đối với màng loa của 100T thì nó cũng được thiết kế tương đồng như thế này. Nó sử dụng màng giấy, màng gợn sóng, và các bác thấy nó sử dụng gân mút. Đặc biệt là cái màng loa của nó được bố trí lõm sâu vào phía trong, cho nên thì nó đem lại cái giải trầm rất là mạnh mẽ. Và cặp loa JBL 4425 này thì có mức giá là 35 triệu đồng. Và dòng này nó sử dụng chép tai voi.
Quay trở lại cặp loa JBL 4312 MK2 dòng can John Monitor thì các bác thấy đó là về phần loa bát này. Còn ở phía trên thì các bác thấy nó sử dụng một loa trung có đường kính vào khoảng 12,5 cm. Trung âm của dòng này thì cực kỳ là trong sáng, chi tiết rõ nét rồi. Trung âm của nó lồng lộng, thanh thang. Và chưa hết thì các bác thấy nó sử dụng chép titan. Các bác thấy đối với dòng JBL 4312 hay là những dòng 100 Century thì các bác thấy nó sử dụng chép giấy. Còn đối với dòng này thì nó là sử dụng chép titan rồi. Đối với việc sử dụng chép titan thì cái tần số nảy của nó rất là cao, cho nên thì các bác nghe thấy những dòng loa như thế này thì nó đem lại cái phần giải cao của nó rất là tơi, sáng, đặc biệt là tiếng chép của dòng model này. Và nó sử dụng một lỗ thông hơi ở phía trước như thế này, sử dụng hai vi tinh trinh. Cái đặc điểm nổi bật của nó thì các bác thấy toàn bộ ở mặt trước nó sử dụng mặt màu xanh nước biển, tạo ra sự nổi trội đẹp mắt về hình thức. Và xung quanh thì các bác thấy nó được bố trí thùng màu vàng vân gỗ. Cặp loa này thì nó có chiều cao vào khoảng 60, ngang vào khoảng 36 và sâu vào khoảng 30 cm. Mỗi một chiếc loa này thì có trọng lượng vào khoảng 20 kg. Dòng này thì nó có trở kháng là 6 ohm và có công suất là 100W trên một loa và có độ nhạy là 93 dB. Đó là thông số của cặp loa JBL 4312 MK2 dòng Canton Monitor này. Đây là dòng loa kiểm âm cho nên nó đem đến phần âm thanh rất là chính xác. Với tình trạng của nó thì các bác thấy rất là xuất sắc rồi. Ngoài ra thì các bác thấy ở phía bên này thì đây là cặp loa JBL L65A có mức giá là dưới 60. Nó đến dòng L65A thì các bác biết đây là một mẫu model rất là nổi tiếng rồi. Tuy nhiên thì các bác thấy thì tùy theo cái điều kiện kinh tế cũng như là sở thích của các bác để các bác có thể lựa chọn. Vì mỗi một dòng loa thì nó cũng có cái chất âm riêng biệt khác nhau. Tùy theo các bác thích mẫu nào thì các bác có thể lựa chọn thôi. Và cặp loa JBL 4312 MK2 dòng Canton Monitor này có mức giá là 27 triệu đồng. Với tình trạng của nó thì các bác cũng đã được quan sát rất là cụ thể rồi. Các bác thấy đây là chiếc âm ly Acouphase E212. Nói đến Acouphase thì các bác đều đã biết rồi. Đây là một cái thương hiệu audio rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Chất âm của Acouphase bao giờ nó đem đến tiếng rất là mềm mại, dày dạn, ngọt ngào và chi tiết. Các bác có thể dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Ở mặt trước thì các bác thấy nó trang bị hai cái đồng hồ VU như thế này. Khi chúng ta cắm điện bật nguồn lên thì các bác thấy đồng hồ VU của nó đã sáng nhá. Và ở giữa thì các bác thấy đây là chữ Acouphase, nó đã sáng màu xanh nhìn rất là đẹp. Khi chúng ta mở tín hiệu đưa ra loa thì hai cái đồng hồ VU này nó nhún nhảy nhìn rất là bắt mắt. Ở phía dưới thì các bác thấy công tác speaker, chỉnh bát chép rồi là tone, rồi là cổng thép, rồi là ba lăng. Đấy, các bác thấy được bố trí nằm ở phía dưới như thế này. Bên này là input selector và bên này là volume chỉnh âm lượng to nhỏ. Và chiếc mini này thì có mức giá là 42, với tình trạng của nó rất là xuất sắc, còn nguyên cả dây nguồn và khiển zin luôn. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là chiếc đầu thuộc dòng 2.1, nó vừa chạy đĩa CD, ngoài ra có tính năng giải mã DAC. Đây là mẫu đầu rất là quen thuộc, được những người chơi audio rất là yêu mến dòng model này. Ngoài việc các bác thấy về hình thức kiểu dáng của nó ra thì đây là mẫu đầu đem lại chất lượng âm thanh rất là hay. Đến đâu thì nó đem đến tiếng của nó đều ba giải, rất là chi tiết và rõ nét. Ngoài việc các bác không nghe CD, các bác nghe nhạc mạng thì các bác có thể sử dụng bộ giải mã DAC của chiếc đầu này. Nó sẽ làm cho âm thanh sẽ trong sạch hơn, bóc tách hơn và chi tiết hơn. Như vậy các bác thấy mẫu đầu này rất là thuận tiện, được rất nhiều bác tin dùng. Và chiếc đầu này thì có mức giá là dưới 18 quay về. Và như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ cấu hình này rồi. Đây là một bộ cấu hình có thể nói vừa nghe hay, vừa bày đẹp, rất là bắt mắt về hình thức của bộ ba sản phẩm này. Và cuối cùng thì các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.